So sánh Redmi Note 11 Pro và Poco F3. 1. Thiết kế. Nhìn qua thông số về mặt kích thước, ta có thể thấy Redmi Note 11 Pro có kích thước chênh lệch không đáng kể so với Poco F3. Tuy nhiên, trọng lượng của Poco F3 có phần nhẹ hơn. Cả hai máy đều có khả năng chống nước, chống bụi chuẩn IP53. 2. Màn hình. Quan sát thông số về màn hình, ta có thể thấy Redmi Note 11 Pro sử dụng màn hình Super AMOLED hứa hẹn sẽ tiết kiệm pin hơn, độ phản hồi cảm ứng nhạy hơn và màu sắc sống động hơn so với màn hình AMOLED của Poco F3. Kích thước màn hình của Redmi Note 11 Pro và Poco F3 đều là 6,67 inch. Cả hai đều có, độ phân giải màn hình là 1080 x 2400 pixel, tỷ lệ 20 chia 9, cùng chung mức PPI là 395. Tần số làm mới của cả Redmi Note 11 Pro và Poco F3 đều là 120Hz. Độ sáng của Poco F3 là 1.300 nits, có phần nhỉnh hơn của Redmi Note 11 Pro là 1.200 nits. Redmi Note 11 Pro và Poco F3 đều sử dụng kính cường lực Gorilla Glass 5. Rõ ràng, Redmi Note 11 sở hữu một màn hình sống động hơn, rực rỡ hơn và góc nhìn rộng hơn. 3. Bộ nhớ Redmi Note 11 Pro và Poco F3 đều có hai tùy chọn RAM là 6GB và 8GB. Note 11 Pro có hai tùy chọn bộ nhớ trong là 64GB và 128GB, còn Poco F3 có hai tùy chọn bộ nhớ trong là 128GB và 256GB. Redmi Note 11 Pro sử dụng thẻ micro chia sẻ với khe cắm thẻ SIM, còn Poco F3 không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Chip nhớ của Redmi Note 11 Pro chỉ là chuẩn UFS 2.2, còn Poco X3 Pro lên tới 3.1. Xét về bộ nhớ, ta thấy Poco F3 có tùy chọn bộ nhớ cao hơn. Chip nhớ có tốc độ xử lý cao hơn rất nhiều, nhưng lại không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. 4. Hiệu năng Redmi Note 11 Pro sử dụng CPU MediaTek Helio G96, được sản xuất trên tiến trình 12 nanomet, đi cùng với đó là GPU Mali G57MC2. Trong khi đó, Poco F3 sử dụng CPU Snapdragon 875G, được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet, đi cùng với đó là GPU Adreno 650. Snapdragon 875G trên Poco F3 có điểm Antutu 9 cao hơn khoảng 65% so với CPU Mediatek Helio G96 trên Redmi Note 11 Pro. Nhìn chung, nếu bạn cần hiệu năng tốt hơn để chơi game, chạy ứng dụng, thì nên chọn Snapdragon 875G trên Poco F3. 5. Camera Nhìn qua bảng thông số camera sau, ta có thể dễ dàng nhận ra Camera chính phía sau của Redmi Note 11 Pro có độ phân giải là 108 megapixel, lớn hơn Poco F3 là 48 megapixel. Khẩu độ camera chính phía sau của Note 11 Pro nhỏ hơn đôi chút. Cả hai máy đều được trang bị camera siêu rộng với thông số giống nhau. Camera macro của Poco F3 có độ phân giải cao gấp đôi Note 11 Pro. Tuy nhiên, Redmi Note 11 Pro được trang bị thêm camera đo độ sâu trường ảnh. Nhưng Camera sau của Poco F3 lại có khả năng quay video tối đa là 1080p lên tới 960 fps, ngoài ra còn có thể quay video 4K ở 30 fps. Còn Redmi Note 11 Pro chỉ quay được video tối đa là 1080p ở 30 fps. Xét về camera trước, ta có thể thấy Poco F3 có độ phân phân giải cao hơn Redmi Note 11 Pro, nhưng khẩu độ của Poco F3 lại nhỏ hơn đôi chút. Redmi Note 11 Pro chỉ có thể quay video selfie 1080 ở 30 fps, trong khi Poco F3 có thể quay video selfie cả 1080p ở 60 fps và 720p ở 120 fps. Điều này hứa hẹn khả năng quay video selfie của Poco F3 tốt hơn nhiều so với Redmi Note 11 Pro. Nhìn chung, camera sau của Redmi Note 11 Pro linh hoạt hơn, độ phân giải cao hơn của Poco F3. Tuy nhiên, cả camera trước và camera sau của Poco F3 lại có khả năng quay video vượt trội hơn nhiều. 6. Pin. Quan sát thông số về pin, ta có thể thấy Redmi Note 11 Pro sở hữu viên pin lên đến 5000mAh, còn Poco F3 chỉ sở hữu viên pin với dung lượng 4520mAh. Note 11 Pro hỗ trợ sạc nhanh 67W giúp sạc 100% pin trong khoảng 30 phút. Còn Poco F3 chỉ hỗ trợ sạc nhanh 33W giúp sạc 100% pin trong khoảng 52 phút. Đáng tiếc, cả hai máy đều không hỗ trợ sạc nhanh không dây và sạc ngược không dây. 7. Âm thanh, kết nối. Xét về âm thanh và khả năng kết nối, ta thấy cả Note 11 Pro và Poco F3 đều hỗ trợ loa stereo. Cả hai máy đều có cảm biến vân tay gắn bên, USB Type-C 2.0, công nghệ Bluetooth 5.1. Riêng Note 11 Pro có rắc tai nghe 3.5mm. Đặc biệt hơn, Poco F3 đã hỗ trợ Wi-Fi 6, còn Redmi Note 11 Pro chưa được hỗ trợ. 8. Giá Cùng phiên bản 6GB RAM, 128GB bộ nhớ trong, Redmi Note 11 Pro có giá khoảng 7,5 triệu đồng. Còn, Poco F3 cùng bản bộ nhớ có giá khoảng 8 triệu đồng. 9. Kết luận Chọn Redmi Note 11 Pro nếu bạn muốn một chiếc điện thoại có. Màn hình sáng hơn, sống động hơn và rực rỡ hơn. Camera sau có độ phân giải cao hơn, có camera đo độ sâu trường ảnh, dung lượng pin lớn hơn, tốc độ sạc nhanh hơn, giá thấp hơn. Chọn Poco F3 nếu bạn muốn một chiếc điện thoại có khả năng quay video và selfie tốt hơn, hiệu năng chơi game mạnh mẽ hơn, được trang bị Wi-Fi 6 giúp tăng tốc độ, hiệu năng truy cập mạng